xin chào mừng toàn thể khách hàng đã trở lại với kênh YouTube của công ty Nội thất Sơn Đông. Hôm nay là ngày 10 tháng 7 năm 2019. Xin kính chúc cho toàn thể quý khách có một ngày thật vui vẻ và ý nghĩa. Và tiếp nối những dòng sản phẩm giá rẻ của Nội thất Sơn Đông thì hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến khách một mẫu bàn phấn rất là duyên dáng cũng như là có giá thành vô cùng rẻ, chỉ với 4 triệu 500 nghìn đồng mà quý khách đã sở hữu trọn bộ sản phẩm này của chúng tôi, với chất liệu là từ gỗ sồi, một loại gỗ rất là quen thuộc. Và loại gỗ này thì chúng tôi nhập khẩu từ nước Nga rất là cao cấp. Và quý khách có thể thấy là gỗ sồi là một loại gỗ có khả năng kháng mối mọt cũng như là những màu sắc đường vân thì không thua gì những loại gỗ cao cấp. Và sau đây thì xin mời quý khách đến với chi tiết của sản phẩm. Thì đầu tiên tôi xin giới thiệu thành phần của sản phẩm này gồm có một chiếc bàn phấn và một chiếc ghế ngồi. Thì đầu tiên thì quý khách có thể thấy là chiếc bàn phấn được chúng tôi tạo hình rất là đơn giản nhưng lại vô cùng duyên dáng và sang trọng. Nổi bật lên chính là phần gương rất là sáng đẹp của bàn phấn, giúp cho chị em có thể có được những phút giây làm đẹp rất là thoải mái. Và đồng thời để tăng thêm sự thông minh và tiện nghi thì Nội thất Sơn Đông đã lắp cho quý khách ở phía trong gương những học tủ như thế này, giúp chúng ta có thể đựng những vật dụng mỹ phẩm cần thiết, đồng thời cũng tăng thêm không gian chứa vật dụng của căn phòng của mình, tăng thêm sự gọn gàng và chỉnh chu hơn cho không gian phòng. Với độ sâu là 45cm thì đây là một khoảng không gian rất là thích hợp, vừa rộng rãi lại gọn gàng, giúp quý khách có thể đựng những vật dụng mỹ phẩm cá nhân gọn gàng và đồng thời cũng làm tăng thêm sự sinh động hơn cho căn phòng của mình. Biệt là học tủ có rất là nhiều ngăn tủ được phân ra như thế này, giúp cho quý khách dễ dàng phân loại những mỹ phẩm hoặc là trang sức của mình một cách tuyệt vời. Và kính thưa quý khách, một lần nữa thì quý khách có thể thấy là những đường vân cũng như là màu sắc của gỗ sồi thì không thể hề thua kém những loại gỗ cao cấp khác. Và tiếp theo đó chính là mẫu ghế ngồi nhỏ gọn nhưng vô cùng duyên dáng, được chúng tôi thiết kế đơn giản, nhấn nhá vào những đường vân của gỗ sồi rất là đẹp, màu sắc thì tự nhiên. Và với kích thước nhỏ gọn như thế này thì phù hợp với dáng người của chị em phụ nữ, rất là đẹp. Và kính thưa quý khách, với trọn bộ sản phẩm này thì chỉ có mức giá là 4 triệu 500 nghìn đồng. Và mẫu sản phẩm hiện đang được trưng bày tại Nội thất Sơn Đông, ngụ tại địa chỉ 295 Nguyễn Văn Cừ, Nối Dài, quận Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Và nếu quý khách muốn hỗ trợ trực tiếp thì hãy đến với công ty của chúng tôi hoặc là gọi về địa chỉ, gọi về số điện thoại 0976150879100 hoặc 0907233601 Đạp Ngân. Hoặc quý khách có thể truy cập vào website Nội thất Sơn Đông để xem thêm nhiều mẫu mã của công ty của chúng tôi. Và video đến đây là kết thúc. Rất mong được sự ủng hộ của khách. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.